Xin chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tết Nguyên đán của Truyền hình Nhân dân. Chúng ta bắt đầu bước sang một năm mới. Năm mới lần này có những điều khác biệt so với những năm mới khác. Chúng ta chuẩn bị bước sang một trang mới sau hơn 2 năm vật lộn với dịch bệnh, với những khó khăn về đi lại và kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng ta sẽ đón chào bao điều mới mẻ chưa biết trước, nhưng chắc chắn là hứa hẹn những điều tốt lành hơn những ngày vừa qua. Và hôm nay, chúng ta cùng chào đón một vị khách mời đặc biệt sẽ mở màn cho chương trình đầu năm của chúng tôi. Chắc chắn là anh sẽ có rất nhiều câu chuyện để chia sẻ về những năm tháng đã qua và tất nhiên những dự định sáng tạo cho một năm mới có lẽ là sẽ vô cùng sôi động. Và tôi đưa tôi ra đầu một mình ba đôi cả trời nắng. Sinh năm 1974, trên quê hương đất tổ vua Hùng, nơi thắm đượm các làn điệu dân ca Bắc Bộ như hát xoan, hát ghẹo. Chính những giai điệu ngọt ngào của quê hương đã tạo nên một tâm hồn giàu chất thi ca trong một con người mà anh vẫn tự nói mình là đa nhân cách. Anh là kiến trúc sư, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ, nhà thơ, kiến trúc sư Nguyễn Vĩnh Tiến. Xin chào nhà văn Zili và xin chào tất cả các khán giả Truyền hình Nhân dân. Và lời đầu tiên tôi cũng muốn gửi tới trong ngày mùng 1 Tết, đó là lời chúc sức khỏe và sự bình an cũng như là niềm hạnh phúc tới tất cả mọi người. Vâng, xin chào anh Nguyễn Vĩnh Tiến. Anh là một trong số không nhiều người có thể đảm nhiệm được rất nhiều vai trò và thực là ngạc nhiên là mảng nào cũng thành công. Và cho đến bây giờ thì anh muốn được mọi người gọi anh bằng danh xưng nào nhất? Có lẽ cứ gọi tôi đơn giản là Nguyễn Vĩnh Tiến cũng được. Vâng, một câu trả lời rất là thông minh, nhưng mà nếu như mà anh chỉ có một sự lựa chọn thôi, nghĩa là ông trời chỉ đặt vào tay anh một sự lựa chọn thôi và anh chỉ được chọn một thì anh chọn vai trò nào? Chắc là tôi sẽ chọn là vai trò kiến trúc sư. Xét theo nghĩa rộng ấy, thì kiến trúc sư là một cái người kiến thiết, có cái đầu óc tổ chức, và tôi cảm thấy rằng là nó rất là giống với cả cái tính cách của tôi. Thực ra là trong âm nhạc cũng vậy, thì để sáng tác là một ca khúc ấy, thì cũng phải biết tổ chức hoặc là biết sắp xếp các nốt nhạc, làm sao cho nó có một cái sự hòa quyện với cả ca từ cũng như là cái cách phát triển âm nhạc trong một bài hát, hay là cả trong ngôn ngữ thơ ca cũng vậy, thì mình cũng phải biết sắp xếp quy hoạch tổ chức các con chữ làm sao cho nó vừa mô tả được cái xúc cảm của mình nhưng đồng thời cũng có một cái tác động rất là mạnh đến cái xúc cảm của người khác. Và nếu mà được lựa chọn duy nhất một danh xưng ấy, thì tôi vẫn sẽ lựa chọn là một kiến trúc sư. Nghĩa là một người kiến trúc cho tâm hồn đấy, đúng không ạ? Vâng. Và nếu mà như vậy thì tôi cũng hơi tò mò một chút là cơ duyên nào đã đưa anh đến với âm nhạc khi mà anh đã đam mê cái nghề kiến trúc như vậy? Có hai hình thức để dẫn tới đam mê. Một là cái sự đam mê đến một cách bản năng, đến từ tự nhiên. Ví dụ như một chú bé hay một cô bé từ nhỏ đã thích vẽ rồi, lớn lên chỉ thích vẽ thôi, hoặc là thích hát, hoặc là thích toán học, vân vân. Nhưng mà có một cái đam mê khác là đến từ thành công. Có nghĩa là khi bạn có một cái sự thành công, một cái sự ghi nhận ban đầu ấy, thì nó sẽ là một cái đòn bẩy rất là tích cực để cho cái người đó tiếp tục đi tới những cái thành công khác. Thì trong trường hợp của tôi ấy, thì là đến khi mà bài hát Bà Tôi được giải thưởng bài hát Việt, một cái giải thưởng rất là lớn dành cho các tác giả viết ca khúc, thì tôi mới cảm thấy là hình như là mình cũng được ghi nhận và mình cũng phát hiện ra là mình có năng khiếu sáng tác bài hát. Và từ một cái thành công đấy thì nó lại sinh ra một cái đam mê mới. Tôi định nghĩa cái sự đam mê, nghĩa là nó là một cái
nó giống như một tình yêu đích thực. Mà tình yêu đích thực thì nó là một tình yêu một chiều. Nếu như mà bây giờ những cái lĩnh vực nghệ thuật mà anh đang theo đuổi mà không mang lại cho anh danh tiếng và tiền bạc, nó là chỉ là một cái sự cống hiến một chiều thôi, thì liệu anh có tiếp tục theo đuổi nó hay không? Tất nhiên đây chỉ là một giả định rất là khó, bởi vì là tôi biết là anh đã rất là thành danh trên tất cả những cái lĩnh vực mà anh theo đuổi. Tôi cũng xác định rất là rõ là mình hãy sống thực sự cho những cái điều mình đam mê và muốn cống hiến cho mọi người. Ví dụ như là khi tôi say sưa mà sáng tác một bài thơ chẳng hạn, hay là để viết một bài hát ấy, thì lúc bây giờ tất cả là xúc cảm của mình. Mình muốn được gói ghém trong tác phẩm và để muốn được cống hiến được cho mọi người. Hay là ngay cả như kiến trúc cũng vậy. Nhiều khi là mình có thể đam mê những cái dự án nhỏ hoặc là những dự án phát triển cộng đồng có thể mang lại cái nguồn tiền cho kiến trúc sư ít hơn. Nhưng mà cái điều đấy nó có vẻ như là thôi thúc mình hơn là việc nhận một cái công trình to lớn và nhiều tiền, sau đó thì mình chìm đắm công việc, nối tiếp công việc và cuối cùng là mình chôn lấp hết cả thời thanh xuân. Và ở đây thì còn một cái sự tự đòi hỏi là mình phải vượt lên chính mình, làm cho tôi luôn luôn cảm thấy là mình phải nuôi dưỡng cái ngọn lửa đó ở trong người. Tôi hiểu rằng là tuổi trẻ của anh, thời thanh xuân của anh thì anh sáng tạo, anh sáng tác nên những bài thơ rồi những nhạc phẩm, thì lúc đó là không chưa vì gì cả. Và hôm nay thì anh Tiến có thể chia sẻ với khán giả của Truyền hình Nhân dân cái nhạc phẩm đầu tiên mà anh sáng tác. Bài hát đầu tiên mà tôi sáng tác ấy, năm 12 tuổi. À, 12 tuổi. Khi đó là tôi có một cây đàn guitar rồi. Vâng. Đấy, và thị xã Phúc Thọ thời kỳ đấy thì chỉ có duy nhất một cái cửa hàng bán đàn guitar thôi. Và tôi đã vừa xin bố mẹ một chút này, lại còn vừa đi nhặt gọi là sắt thép hay là túi ni lông hay là vỏ chai đấy để bán lấy tiền góp thêm và mua được một cái đàn guitar. Và sáng tác cái bài hát đầu tiên thì tôi nhớ là năm 12 tuổi, bài hát có tên là Chú Gà Trống. Vậy thì anh có thể hát một đoạn đầu của bài Chú Gà Trống được không? Bài hát Chú Gà Trống như thế này. Có chú gà trống mưa lớn, bỗng thức dậy vào giữa đêm. Chú dương cổ và chú gáy to o o o o o o. Đấy, vâng, giai điệu rất là đơn giản. Vâng, rất là đơn giản. Nhưng đấy là một mầm non của một nhạc sĩ đúng không ạ? Và kể từ đó cho đến giờ thì anh cũng đã sáng tác rất là đều đặn, cũng có rất là nhiều nhạc phẩm hit và đã trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Và tôi thực sự rất là ngạc nhiên với cái ý tưởng về một cái album với những bài hát mà theo tháng chứ không phải theo mùa. Thường là các nhạc sĩ là sáng tác là theo mùa nhưng mà anh lại theo tháng. Và từ đâu thì anh có cái ý tưởng về cái album này? Khi mà tôi viết các tác phẩm âm nhạc ấy thì hình như là cái đấy cũng do tác động của nghề nghiệp, tức là nghề kiến trúc sư đấy. Cho nên là lúc nào tôi cũng muốn là sắp xếp theo một cách hệ thống, có quy hoạch. Vâng, rất là lý tính. Cho nên là ví dụ như khi viết xong bài hát Bà Tôi chẳng hạn, là ngay lập tức là sau đấy tôi nghĩ là tại sao lại không viết một bài Ông Tôi chẳng hạn thế. Thì có một cái tư duy luôn luôn là đối xứng này, hay là tư duy là có theo một cái bộ này, hay là tư duy theo một chủ đề này. Hoặc là sau này khi mà viết được rất nhiều các bài hát rồi thì tôi cũng tự đặt ra nhiệm vụ cho mình, tại sao mình lại không có thể viết những trường ca này, hay là viết hợp xướng này. Có nghĩa là mình phải liên tục sáng tạo, không bao giờ được hài lòng với những thành quả đã từng đạt được, mà bao giờ mình cũng nghĩ rằng là tác phẩm kiến trúc đẹp nhất sẽ là tác phẩm mình sẽ vẽ trong tương lai, hay là bài hát hay nhất không phải là những bài hát đã được giải hay là đã được lan tỏa rộng rãi, mà là sẽ bài hát mình sẽ viết trong tương lai. Nghĩa là mình cạnh tranh với chính quá khứ của mình đúng không ạ? Chính xác. Câu chuyện về bài hát về 12 tháng cũng như vậy thôi. Thì tôi nhớ là bài hát đầu tiên tôi viết là bài tên là Tháng 7. Tháng 7 là lúc mà những cái đầm sen bắt đầu úa tàn. Thì nó tạo ra một cái cảm giác rất là buồn, man mát. Và mùa thu thì về. Thế thì bài hát đầu tiên hoàn thành là bài Tháng 7. Và sau khi viết xong Tháng 7 thì tôi cũng nghĩ rằng là tại sao lại chỉ có Tháng 7? Thế là ngay lập tức mình nghĩ rằng là tốt nhất là mỗi một tháng mình sẽ có một bài.
Và từ cái ý tưởng ban đầu đấy thì tôi đã dần dần cứ cần cù cũng như là quan sát và sáng tạo cần mẫn trong vòng một năm thì tôi viết xong được một cái bộ đủ 12 bài. 12 tháng. À, hôm nay thì là ngày đầu tiên của năm mới thì tôi quan tâm nhiều hơn đến bài tháng 1. Và tháng 1 cũng chưa phải là tháng riêng trong lịch truyền thống mà nó là tháng 1 dương lịch, nhưng mà nó lại là dường như là tháng chạp theo lịch truyền thống, đúng không ạ? Vì vậy nó có một cái khoảnh khắc nó hơi trông chênh của cái phút giao thời. Nhà văn rất là tinh tế khi mà dùng cái chữ trông chênh. Thực ra là lúc bây giờ cái khoảnh khắc về thời gian rất là tương đối thôi. Thế nhưng mà khi tôi viết bài hát này thì là tôi đang ở Pháp. Và khi biết là tháng 1, là trong lòng tôi đã cảm thấy là rất là dạo dực, rất là nhớ nhà. Và hình dung lên toàn bộ cái không gian của cái tháng 1, cái ngày Tết, rồi cảnh đào, rồi dòng người bắt đầu về quê, đồng quà tấm bánh, rồi tất cả những cái phong tục. Và trong cái lúc mà nhớ nhà ra diết như vậy, cũng như là nhớ tới cái mối tình của mình ở Việt Nam, thì tôi đã viết cái bài hát này. Ngày hôm nay là mùa xuân, là ngày đầu tiên của năm mới. Tôi chắc rằng là bản thân tôi cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình Tết Nguyên Đán cũng rất là muốn được nghe giọng ca của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Tôi rất sẵn lòng mang lại cái món quà này cho các khán giả của truyền hình Nhân dân. Không nhắn tin, không thấy hỏi thăm, em quên anh từ tháng chạp, quên vì bận rộn, quên vì lo âu, hay vì tình yêu giờ đã thay màu. Tháng một dòng người về quê, đồng quà tấm bánh gồng gánh duyên trần. Tháng một đào ngậm nụ phai, tình làng sắc mới, mình nhớ anh hư không. Anh nhớ em, nhớ mùa xuân, nhớ mưa phùn tháng một. Anh không dám đợi thời gian tự trôi, tháng một tự đến cây tự đâm trôi. Em không nhắn tin, không thấy hỏi thăm, em quên anh từ tháng chạp, quên vì bận rộn, quên vì lo âu, hay vì tình yêu giờ đã thay màu. Tháng một dòng người về quê, đồng quà tấm bánh gồng gánh duyên hư chân. Tháng một đào ngậm nụ phai, đình làng sắc mới, mình nhớ anh hư không.
những năm gần đây thì nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã thể nghiệm rất là nhiều thể tài khác nhau. Nếu như mà hit của anh là Bà Tôi cách đây gần 20 năm đúng không ạ? Mang cái phong cách dân gian đương đại và mô phỏng tiếng mõ thanh sạch của chùa chiền Bắc Bộ, thì tôi thấy rằng là những nhạc phẩm gần đây thì pha cả chất rock này, thế rồi là có cả những hơi hướng tâm linh trong đó nữa đúng không ạ? Thực ra một cái mạch ngầm mà tôi cảm nhận rất là rõ ở trong mình ấy, đó là cái mạch ngầm của âm nhạc dân gian, đặc biệt là âm nhạc dân gian Bắc Bộ. Thì từ thuở nhỏ thì tôi đã thích hát xoan hát ghẹo rồi. Khi thời sinh viên thì tôi sang tận Bắc Ninh để nghe và nghiên cứu hát quan họ. Rồi khi ở Hà Nội thì tôi thích nghe ca trù, sau chầu văn, tất cả các thể loại là âm nhạc dân gian. Vì âm nhạc dân gian nó chính là tâm hồn, là máu thịt, là ký ức của mình. Thế thì tôi thấy rằng là có lẽ là điểm mạnh nhất của tôi vẫn là cái âm nhạc người ta gọi là dân gian đương đại đấy. Tuổi thanh xuân của anh ấy, thì tôi thấy những cái ca khúc thời tuổi trẻ thì nó không nhiều ca khúc về tình yêu mà nó về mà những ca khúc về gia đình nhiều hơn ạ, đúng không ạ? Những người trong gia đình tôi thấy anh đều có một cái bài hát tặng họ. Thế nhưng mà hình như là càng ngày thì những cái nhạc phẩm của Nguyễn Vĩnh Tiến càng xuất hiện nhiều những bản tình ca ở trong đó. Và dường như là mùa xuân và tuổi thanh xuân cứ kéo dài không dứt ở Nguyễn Vĩnh Tiến. Và tôi tò mò là không hiểu là năm mới này và những trong những năm sắp tới thì anh còn cái album tình ca nào nữa không? Trong một cái dự kiến gần nhất ấy, thì tôi cùng tổ chức sản xuất và đạo diễn để kết hợp với Diva Thanh Lam làm một cái album hoàn toàn mới. Và cái ước mơ cũng như là cái chủ trương của cái nhóm sản xuất ấy là làm sao để có được thật nhiều những cái tác phẩm mới đến được với đông đảo công chúng nghe nhạc. Nguyễn Vĩnh Tiến được biết đến như một nhạc sĩ sáng tác ca khúc đã thành danh ở thể loại dân ca đương đại, nhưng sự nghiệp âm nhạc của anh lại bắt đầu khá tình cờ. Có lẽ chính sự tình cờ ấy lại trở nên duyên phận khi nhiều giọng ca nổi tiếng tìm đến anh, yêu mến anh bởi cái hồn nhạc Việt. Và phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nữ ca sĩ Thanh Lam. Xin chào chị Thanh Lam. Thật tuyệt vời khi ngày hôm nay thì chương trình được ca sĩ Thanh Lam sông đất. Và trước thềm năm mới thì chắc chắn là mùa xuân rồi mưa phùn và những cánh hoa đào sẽ tác động rất là mạnh mẽ đến cảm xúc của người nghệ sĩ. Chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình những cái kế hoạch đầu năm mới của chị sau 2 năm chúng ta, 2 cái Tết chúng ta đã án binh bất động vì dịch bệnh đúng không ạ? Lam nghĩ rằng 2023 sẽ là một cái năm mà Lam có rất là nhiều cái kỳ vọng cho năm mới của mình. Cũng sẽ có một CD mà chuẩn bị thực hiện với nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Ồ vậy ạ, anh Tiến có thể chia sẻ thêm về cái dự án này của anh với ca sĩ Thanh Lam được không? Cái ekip sản xuất của chúng tôi là nhạc sĩ Trần Đức Minh, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và ca sĩ Thanh Lam. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị một cái album và sẽ hoàn toàn là những cái sáng tác mới. Và điều đấy là cũng làm cho chúng tôi có một cái động lực rất là lớn cho việc mà thu âm. Và tôi tin rằng là với tài năng cũng như là với nội lực và phong cách hoàn toàn mới của Thanh Lam thì trong năm 2023 thì chúng tôi sẽ hoàn thành được cái album đó. Vâng, thực sự là hồi hộp khi mà ngóng đợi cái dự án này của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cũng như là ca sĩ Thanh Lam. Và gần đây thì Jilly thấy rằng là ca khúc có cái tên rất lạ là Cắt Tiền Duyên đã gắn liền với những đêm diễn của ca sĩ Thanh Lam. Và lần đầu tiên tiếp xúc với nhạc phẩm này thì chị có cảm nhận điều gì ạ? Cái tên Cắt Tiền Duyên trước tiên là một cái phong tục của Việt Nam mình. Khi mà những ai mà trắc trở trong nhân duyên thì là bao giờ cũng có cái lễ là cắt tiền duyên. Ca khúc Cắt Tiền Duyên thì có một cái giai điệu mà nó rất là khắc khoải và nó có một cái phảng phất, cái nét liêu trai nữa. Chị Thanh Lam có cảm nhận rằng là âm nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến gần đây có cái chút gì đó thay đổi không ạ? Thanh Lam vẫn cứ trêu Tiến là trong những cái bài hát của Tiến thì cái nỗi buồn rất là nhiều.
và nói với Tiến rằng là bây giờ phải buông bớt cái nỗi buồn xuống và chúng ta có thêm những cái niềm vui, những cái góc nhìn vui hơn về tình yêu, về cuộc sống. Và cũng đã đề nghị Tiến là viết những cái bài hát vui hơn để xin được hát đấy. Chị Thanh Lam đã đặt hàng những bài hát vui hơn đúng không ạ? Năm nay là chúng ta sẽ được nghe những nhạc phẩm vui hơn của anh Nguyễn Vĩnh Tiến. Và lần đầu tiên hợp tác âm nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến thì chị có cảm thấy rằng là tình yêu với âm nhạc và tình yêu trong âm nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến là bây giờ đã đến cái giai đoạn là chập thành một chưa ạ? Bản thân Thanh Lam từ nhỏ cũng là một cái đại rất là yêu âm nhạc, từ lúc 3 tuổi đã hát rồi. Thế nhưng mà hình như là cái tình yêu đấy nếu mà so với Nguyễn Vĩnh Tiến thì là thua đấy. Tại vì Tiến là 24/24. Thực sự là Jilly cũng rất là tò mò liệu có lúc nào mà anh đang thiết kế và anh lại xuất hiện một giai điệu ở trong đầu hay là một tứ thơ nào đấy không? Rất có bao giờ chứ nó bị lẫn lộn như vậy không? Mình thấy các cảm xúc khi đến thì thường là rất là bất ngờ và song hành. Thế là nếu mà chẳng hạn như là đang đi công tác hay là đang làm một cái dự án nào đấy mà nếu mà có một cái nét nhạc nào hay ấy, là mình ngay lập tức mình cũng dừng lại và mình ghi âm lại hoặc là quay clip lại ngay. Ngược lại mà khi mà anh đang sáng tác một tứ thơ hay là một nhạc phẩm mà lại trong đầu anh hiện lên một tòa nhà không? Thì bản chất ở trong âm nhạc với trong thơ ca nó đã có kiến trúc rồi. Và cái việc mà trau dồi thi pháp cũng như là rèn luyện về âm nhạc ấy thì nó cũng giúp cho mình cái tư duy thiết kế rất là tốt, có cảm nhận tốt hơn về cái không gian, về cái cảm xúc của con người khi mà lạc vào trong một cái không gian mới. Cái điều đấy tôi nghĩ rằng là cái tác động của nó là đa chiều, rất là tích cực. Vâng, anh cũng nhắc rất nhiều đến việc kiến trúc và cấu trúc cho âm nhạc và ca từ đúng không ạ? Và trong quá trình cộng tác với nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến thì chị Thanh Lam cũng đã từng cộng tác với rất nhiều nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam rồi. Thì chị có cảm nhận điều gì khi mà chị hợp tác với anh Tiến không ạ? Tiến thì là có rất là nhiều cái đồng điệu với Thanh Lam trong cái tư duy âm nhạc, đó là muốn hướng tới cái dân tộc. Hy vọng rằng là chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm mang cái hồn Việt, mang cái dân gian đương đại để tạo một cái nét riêng cho âm nhạc của Việt Nam. Vâng, vẫn là dân gian đương đại và vẫn là chất nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến với giọng ca đầy nội lực của ca sĩ Thanh Lam. Và bây giờ, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát đầy cảm xúc và luôn luôn chứa đầy nội lực của một diva với ca khúc Cắt Tiền Duyên. Khói hương
xa như mưa nguồn. Em xin mình đầy mình đừng thương, nặng nề vai áo dòng lệ vương. Em van mình đầy mình đừng về, vườn mộng tài tê vẫn mùa đông. Em đưa mình đến một dòng sông, một người cặp bến một người không. Cắt tiền duyên, mẹ cắt tiền duyên, đưa con lên chùa, hồn gây vơ vẩn, hồn xanh như rêu. Cắt tiền duyên, đau đớn bờ đê, chẳng lúc cho ăn về, hồn xanh sao cỏ, khói hương khóc thầm. Cắt tiền duyên, mẹ cắt tiền duyên, đưa con lên chùa, hồn gây vơ vẩn, hồn xanh như rêu. Cắt tiền duyên, đau đớn bờ đê, chặn lũ tràn về, hồn xanh sao cỏ, hồn xanh sao cỏ. Khói hương khóc thầm. Mình đừng về, vườn mộng tài tê vẫn mùa đông. Em đưa mình đến một dòng sông, một người cặp bên một người âm nhạc cất lên sẽ khiến những trái tim xích lại gần nhau hơn, người ta sẽ gắn kết hơn, tìm được tiếng nói chung nhiều hơn qua âm nhạc. Và một năm mới bắt đầu, những hy vọng, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với chúng ta trong năm mới này và trong ngày hôm nay, có phải vậy không anh Tiến? Tôi có một cái bài hát có tên là bài Mùa Xuân Đẹp Nhất. Thì là cái bài hát này tôi sẽ hát một đoạn rất là ngắn thôi để thay cho lời chúc mừng năm mới tới tất cả khán giả truyền hình nhân dân. Và trong bài hát này cũng có một cái ý riêng để tặng cho ca sĩ Thanh Lam. Mùa xuân đẹp nhất là mùa xuân có tình yêu, nhìn lá cũng xanh hơn, nhìn nắng cũng thêm vàng, cầm cây bút lên chỉ muốn viết cho nàng. Mùa xuân đẹp nhất là mùa xuân có mẹ cha, ngày Tết đào đã ra hoa, ngày Tết nhớ ông bà. Lời nói hy bay đi, lời hứa phủ men nồng. Và tôi cũng chúc tất cả các quý vị khán giả một lời chúc mừng năm mới, một năm mới đầy hạnh phúc, đầy những duyên lành mới và những cái niềm vui lớn lao trong tâm hồn. Mong rằng tất cả những ngôi nhà sẽ ấm áp hơn và sẽ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Xin được cảm ơn ca sĩ Thanh Lam, cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và xin chúc cho chị Thanh Lam và anh Nguyễn Vĩnh Tiến một năm mới dồi dào sáng tạo và chúc cho dự án năm 2023 của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và ca sĩ Thanh Lam sẽ thành công rực rỡ. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Tết Nguyên Đán của Truyền hình Nhân dân. Xin chúc quý vị một năm mới hạnh phúc và bình an.